Nhờ bạn kiểm tra giùm xem thử mình có bị đuổi ra khỏi nhà không. Chúng ta hãy xem thử là bạn ấy có bị đuổi ra khỏi nhà hay không nhé. Đây là vị trí thửa đất của bạn ấy, ngay vị trí này, một căn nhà cũng đẹp ha, xung quanh là vườn tược đầy đủ hết. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra xem thử là cái này nó có cái thửa đất hay không. Biết đâu nó không có thửa đất mà nó là đất cồn thì sao. Phía trước đây là có những cái thửa đất đầy đủ hết luôn. Đối diện với lại căn nhà bạn ấy thì có cái mương, có cái con kinh rạch phía trước nhà, nó nằm ở bên An Bình của Lầy Long Hồ Vĩnh Long. Và tiếp tục chúng ta sẽ kiểm tra quy hoạch xem thử nhé. Thì đối với lại năm 2022, đây thửa đất của bạn ấy nằm ngay vị trí này thì suy ra là bạn ấy vẫn chưa bị đuổi ra khỏi nhà đúng không ạ? Và tiếp tục chúng ta sẽ kiểm tra tới quy hoạch năm 2023 của huyện Long Hồ. Chắc bạn ấy nghe thám thính thông tin là chắc bị đuổi ra khỏi nhà rồi đây. Đây là hình ảnh của là kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Đây là hình ảnh mà nhà bạn ấy ra ngoài đường, khỏi cần đuổi luôn, cũng ra ngoài đường ở luôn rồi. Và chúng ta xem chắc chắn hay không là qua kế hoạch năm 2030 của huyện Long Hồ, vị trí ngay chỗ này là căn nhà thì ra đường hết rồi, còn lại một phần đất á, thì làm theo dạng như đất vừa làm du lịch và lại cộng với lại làm bên nuôi trồng thủy hải sản á, cộng với lại du lịch sinh thái. Vậy thì chắc chắn là bạn ấy bị đuổi ra khỏi nhà rồi, có thể đến khi mà thu hồi đất thì bạn bị đuổi ra khỏi nhà là chắc rồi. Và sắp tới sẽ có cái kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Long Hồ hay là cả tỉnh Vĩnh Long nữa, nếu có mình sẽ công bố cho mấy anh em coi luôn. Nếu